áp lực gia tăng để đạt được thỏa thuận liên minh ngân hàng. Kính thưa quý vị, các bộ trưởng tài chính khu vực đồng Euro đang họp tại Bruxelles để mong trong tuần tới đạt được một thỏa thuận về một liên minh ngân hàng được chờ đợi từ lâu. Cuộc đàm phán được dự kiến sẽ kéo dài 3 ngày nếu các bộ trưởng đại diện cho các chính phủ khu vực đồng Euro và Nghị viện châu Âu không thể đồng ý, họ sẽ không còn thời gian để hoàn tất quá trình lập pháp trước cuộc bầu cử châu Âu trong tháng 5, trì hoãn tất cả mọi thứ trong vòng ít nhất 7 tháng. Bộ trưởng Tài chính Pháp ông Pierre Moscovici nói mọi người sẽ làm một nỗ lực để hướng tới một thỏa hiệp. Các nhà hoạch định chính sách đã đồng ý là Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ giám sát tất cả các ngân hàng của khu vực đồng Euro trong tháng 11. Nhưng vẫn còn một số điểm bất đồng. Một bất đồng lớn đó là ai sẽ là người quyết định làm thế nào để giảm bớt quy mô hoặc đóng cửa các ngân hàng thua lỗ. Các nhà hoạch định chính sách phải thảo luận về quyền hạn quyết định của cơ quan giám sát quốc gia và của Ngân hàng Trung ương châu Âu về vấn đề này. Ngoài ra, họ cũng phải quyết định các chi phí tài chính để giảm bớt quy mô của một ngân hàng là do chính phủ quốc gia hay do khối khu vực đồng Euro phải chịu. Cả chính phủ Liên Âu và Nghị viện châu Âu muốn những điều khác nhau. Quốc hội tin rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu phải là người quyết định nếu một ngân hàng bị thất bại. Nhưng các chính phủ muốn giới chức năng quốc gia cũng phải có tiếng nói. Họ cũng không đồng ý về thời hạn mà họ cần để xây dựng quỹ giải quyết chung và khi nào thì tất cả các nước sẽ có thể truy cập số tiền ở trong quỹ này. Theo một số phân tích gia, thì nếu không có một liên minh tài chính và một liên minh ngân hàng, thì đồng Euro sẽ không thể tồn tại hơn 5 năm nữa. Và một số người cho rằng đừng bao giờ đánh giá thấp quyết tâm chính trị để làm cho đồng Euro là một thành công. Liên minh ngân hàng và những kiểm tra nghiêm ngặt hơn được xem là một bước quan trọng để hướng tới việc khôi phục lòng tin và thúc đẩy cho vay. Trong khi sự phục hồi gia tăng tốc độ, các ngân hàng đang bị nhiều áp lực để cho các gia đình và doanh nghiệp vay vốn, điều mà họ đã rất miễn cưỡng để làm, trong khi họ đang cố gắng huy động vốn và giảm số lượng các khoản nợ xấu.